Chào mừng các con đến với khóa học tiếng Việt lớp 1 của olm.vn. Các con thân mến, trước khi vào bài học mới, cô mời các con quan sát trên màn hình. Cô có hình ảnh của một phòng học. Con hãy tìm và chỉ ra những chữ A, chữ B trong lớp học này. Chúng ta đã vừa củng cố một chút kiến thức của bài học ngày hôm trước. Nối tiếp chương trình, hôm nay, cô trò chúng ta sẽ tìm hiểu chữ cờ, chữ o và dấu sắc. Phần thứ nhất, cô trò chúng mình cùng khởi động. Các con thân mến, cô có hình ảnh sau. Con hãy chỉ ra những con vật có trong bức ảnh này. Chính xác, trong bức tranh này, chúng ta nhìn thấy con cá và con cò. Trong tên của hai loài vật này có chứa những chữ cái mà bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu. Chữ cờ, chữ o cùng với dấu sắc. Trên màn hình, cô đã thể hiện chúng bằng những chữ màu đỏ các con có thể nhìn thấy. Cô giới thiệu với chúng mình những chữ cái đó. Trước hết, đó là chữ cờ viết thường, chữ cờ viết in hoa, và các con cũng thấy chữ o viết thường và chữ o viết in hoa. Các con nhìn kỹ, nếu chúng ta có o tròn như quả trứng gà, chữ o in hoa cũng là o tròn như quả trứng gà, thì với chữ cờ, con để hở ra một chút ở phía bên phải, con sẽ có ngay chữ cờ. Các con có thể quan sát, đây là chữ cờ viết thường và chúng ta có chữ cờ viết hoa. Qua những nhận biết vừa rồi, cô có trò tìm chữ cờ, chữ O. Đây là bốn logo của các cửa hàng khác nhau. Trong những tên của cửa hàng này có xuất hiện chữ O, chữ cờ. Con hãy chọn ra những chữ O, chữ cờ đó. Chúng mình đã rất tinh mắt phải không nào? Cô có các chữ O, chữ cờ xuất hiện trong các logo của cửa hàng. Đó là với logo thứ nhất, cô tìm được một chữ O và một chữ cờ. Logo thứ hai, các con cũng có thể thấy một chữ O. Logo của cửa hàng thứ ba, chúng ta thấy đầu tiên là một chữ cờ viết in hoa. Và bên cạnh đó là chữ O viết in hoa. Và cuối cùng, logo ở cửa hàng thứ tư, chúng ta thấy một chữ O viết thường và thêm một chữ O viết thường nữa. Nhìn kỹ trên màn hình, những chữ cờ, chữ O đã được in đậm thành màu đỏ. Các con đã nhận diện chính xác những chữ cờ, chữ O. Xung quanh chúng ta cũng có xuất hiện rất nhiều những chữ này trong tên gọi của các đồ vật, sự vật. Con hãy cùng nói xem đó là những gì. Chúng ta tiếp tục nói tên của củ, quả. Cô có hình ảnh của rất nhiều loại củ, quả như thế này. Con hãy sắp xếp những hình ảnh của cùng một loại củ hoặc cùng một loại quả vào một nhóm và nói lên tên gọi của loại củ, quả ấy. Các con đã rất khéo léo để chọn những loại củ, quả cho vào một nhóm giống nhau. Chúng ta có thể sắp xếp chúng như thế này. Và chúng ta nói được tên của chúng. Cô gọi tên từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Đó là đào, xoài, cà rốt, táo, cam, nho, cà tím. Trong tên gọi của mỗi thứ, cô đã tô đỏ chữ O, chữ cờ. Các con có thể nhìn thấy rất rõ. Bây giờ,
Cô lấy ra hai loại quả, hai loại củ, đó là quả táo và quả xoài, củ cà rốt và quả cà tím. Trước hết, nói về quả xoài, cô nói có hai quả xoài. Tương tự câu cô vừa nói, con hãy phát biểu xem có mấy quả táo. Rất chính xác, các con có thể đếm được có hai quả táo. Một quả táo màu đỏ, một quả táo màu xanh. Chúng mình có thể nói có hai quả táo. Các con nói cùng cô, có hai quả táo. Đến quả cà tím, cô bảo cà tím màu tím. Con hãy nói tương tự xem cà rốt màu gì. Nhìn lên màn hình, chúng ta có thể thấy củ cà rốt có màu cam. Vậy chúng mình có thể nói cà rốt màu cam. Các con nói cùng cô, cà rốt màu cam. Các con ạ, không chỉ là hoa quả, trong tên của các loài vật cũng có chứa những chữ ghi âm cờ, chữ ghi âm o. Chúng ta hãy cùng chuyển sang phần nghe để biết thêm nhé. Các con thân mến, cô có một thế giới động vật với những con vật sau đây. Các con lắng nghe cô gọi tên của chúng. Cá, ốc sên, cá sấu, bò, ong, bọ ngựa, cú, cua, thỏ. Chúng mình cùng nghe lại tên gọi của các loài vật một lần nữa. Cá, ốc sên, cá sấu, bò, ong, bọ ngựa, cú, cua, thỏ. Dựa vào những hiểu biết của mình, con hãy xếp những loài vật này vào hai nhóm. Một nhóm là tên của con vật có chứa âm cờ, và nhóm còn lại là tên của con vật có chứa âm o. Rất nhanh chóng, các con đã xếp thế giới động vật này vào hai nhóm. Chúng ta có thể thấy hai nhóm đó là nhóm có tên con vật chứa âm cờ, bao gồm các loài cá, cá sấu, cú, ốc sên và cua. Thế còn nhóm những con vật mà tên của chúng có chứa âm o, đó là bò, ong, bọ ngựa và thỏ. Chúng mình quan sát kỹ hai nhóm này một lần nữa. Từ tên của những con vật này, chúng ta tiếp tục đi tìm dấu sắc. Con hãy chỉ ra trong tên của những loài vật trên, tên con vật nào có chứa dấu sắc. Cô chúc mừng chúng mình đã trả lời đúng trong câu hỏi vừa rồi. Chúng ta có thể thấy trong tên của con vật chứa dấu sắc đó là: thứ nhất, con cá, tiếng cá chứa dấu sắc. Thứ hai, con cá sấu, cả tiếng cá và tiếng sấu đều chứa dấu sắc. Thứ ba, tên chim cú, tiếng cú chứa dấu sắc. Và cuối cùng, tên con vật ốc sên, tiếng ốc chứa dấu sắc. Vậy là chúng ta đã được tìm hiểu về chữ cờ, chữ o và dấu sắc. Kết hợp với những chữ cái của tiết học đầu tiên, chúng ta có những tiếng nào? Cô mời các con cùng học đọc. Chúng ta có hai chữ cái ghi âm cờ và âm o. Các con đọc cờ, cờ, cờ. O, o, o. Hai chữ cái này cùng với chữ A, chữ bờ trong bài học ngày hôm trước.
Chúng ta sẽ có mô hình của các tiếng. Các con lưu ý, những chữ cái và dấu đã được học, cô để màu đen. Còn chữ cái và dấu mới, cô để màu hồng. Nhìn vào mô hình, các con hãy cùng cô học đánh vần. Trước hết, chúng ta có tiếng ca và hình ảnh minh họa. Cái ca hay còn gọi là cái cốc. Chúng ta cùng học đánh vần tiếng ca. Tiếng ca có âm cờ đứng trước, âm A đứng sau. Đọc đánh vần cờ A ca, đọc trơn ca. Thêm dấu huyền vào tiếng ca ấy, chúng ta có tiếng cà. Chúng ta cùng phân tích. Tiếng cà có âm cờ đứng trước, âm A đứng sau. Dấu huyền đặt trên âm A, cờ A cao huyền cà, cà. Và đặt dấu sắc trên âm A, chúng ta có tiếng cá. Tiếng cá có âm cờ đứng trước, âm A đứng sau. Dấu sắc đặt trên âm A, cờ A ca sắc cá, cá. Chúng ta cùng đọc lại ba tiếng này. Ca, cà, cá. Tiếp tục, chúng ta có mô hình của các tiếng nữa. Từ trái qua phải, các con nhìn thấy đầu tiên tiếng bó. Tiếng bó có âm bờ đứng trước, âm o đứng sau. Dấu sắc đặt trên âm o. Đọc đánh vần bờ o bo sắc bó, bó. Không phải dấu sắc mà là dấu huyền. Chúng ta có tiếng bò. Các con có thể thấy hình ảnh minh họa rất dễ hình dung. Tiếng bò có âm bờ đứng trước, âm o đứng sau. Dấu huyền đặt trên âm o. Bờ o bo huyền bò, bò. Và cuối cùng chúng ta có tiếng cò. Tiếng cò có âm cờ đứng trước, âm o đứng sau. Dấu huyền đặt trên âm o. Cờ o co huyền cò, cò. Các con cùng cô đọc lại, đọc trơn ba tiếng này. Bó, bò, cò. Chúng ta có tất cả 6 tiếng. Chúng ta cùng nhau đọc lại. Ca, cà, cá, bó, bò, cò. Đọc lại một lần nữa. Chúng ta sẽ đọc từ dưới lên trên. Cò, bò, bó, cá, cà, ca. Tiếp theo, cô có hình ảnh minh họa. Từ hình ảnh này, cô có câu văn: bà có cà, bà có cá. Cô mời các con cùng đọc: bà có cà, bà có cá. Chúng ta đọc lại: bà có cà, bà có cá. Các con hãy dành 1 phút để đọc lại, đọc đánh vần, sau đó đọc trơn dòng chữ này nhé. Vậy là chúng ta đã được học về chữ O, chữ cờ. Để củng cố kiến thức, cô mời các con cùng trả lời những câu hỏi tương tác sau của olm.vn. Cô chúc mừng các con đã lựa chọn rất chính xác trong những câu hỏi vừa rồi. Cuối cùng, chúng ta sẽ xem chữ cờ và chữ O được viết như thế nào. Đầu tiên, cô mời các con cùng xem viết chữ cờ. Và cách viết chữ O. Các con
con nhớ những vị trí chúng ta đặt bút để có những hàng chữ thật đẹp nhé. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô hy vọng rằng chúng mình sẽ luyện tập thật kỹ để ghi nhớ những kiến thức của bài học. Cô chân thành cảm ơn các con đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại các con ở những bài giảng tiếp theo của olm.vn.